Vâng, xin chào mọi người đã xem video trên kênh âm thanh của Trường Phát. Tiếp tục trong video ngày hôm nay giới thiệu đến các bác 4 chiếc loa cây và một chiếc loa nằm được tách ra từ bộ dàn 5.1 của hãng AEG. Loa cây có kích thước chiều cao khoảng hơn 1 mét và loa nằm có 3 loa trong một thùng, nó dạng như là loa center. Và trước khi giới thiệu loa thì em cũng có một chút nhắn bác nào ở video trước mà chốt cái âm ly của hãng Onkyo có model là BA330 thì cho em xin lại địa chỉ liên lạc qua số điện thoại của em 0935 668 698 để nhắn lại địa chỉ các bác nhé. Vì hôm trước làm rơi điện thoại nên là nó hỏng mất rồi, nên là không còn thông tin để gửi hàng cho bác. Này bác có xem được thì liên lạc và nhắn lại địa chỉ cho em để em gửi hàng cho bác. Ok. Đây, 4 chiếc loa cây màu ghi còn đẹp. Thùng loa là bằng gỗ, phía trước có ê căng bảo vệ với thương hiệu AEG. Loa có chân đứng. Loa này cao khoảng 1 mét, 2 phân một chiếc. Bên trên nắp nhựa. Đây là phía sau của thùng loa. Tất cả vẫn còn lành lặn và không bị nở các bác nhé. Đây là cái băng keo bóc ra nó dính vào. Để các bác có thể về lau đi là nó sẽ đẹp. Đầu bắt dây loa ở phía dưới. Đằng sau loa có ký hiệu là phone speaker. Đó là loa lời. Loa này ở bên ngoài thì họ không ghi thông số như là công suất hay là độ nhạy, không ghi công suất hoặc là trở kháng, và mà họ ghi ở bên trong củ loa. Và đây là chiếc loa center, là loa nằm đây các bác. Loa nằm với 3 loa trong một thùng, khá là chất và nặng. Đây là cầu bắt dây loa. Thương hiệu này khá là ít ở trên thị trường. Đó, với thiết kế là 3 loa trên một thùng các bác nhé. Đó là loa center, 2 loa bass hai bên và 1 loa check ở giữa. Loa bass này có đường kính là khoảng 8 cm, chuẩn 8 cm. Ốc là ốc lục năng. Rồi em sẽ tháo ê căng của 4 chiếc loa cây này ra. Ở bên trong có khá nhiều loa. Đây, Trong 4 chiếc thì có 2 chiếc bên này là có tất cả là 4 loa trên một thùng. 1, 2, 3 và một loa check là 4. Hai chiếc này có 4 chiếc. Và hai chiếc bên này là có 3 loa trên một thùng. Tất cả loa cỡ bát là 8 cm chuẩn các bác nhé. Và loa còn rất đẹp luôn, loa gọi càng bảo vệ, là loa rất đẹp như mới, không có bị cấn móc hay là rách chỗ nào cả. Loa bằng giấy. Rất nhiều loa. Thông thường thì các loa cây, loa họ hay thiết kế là 1 đến 2 loa trên một thùng. Đây là có cây tận 4 loa. Và đây là củ loa em đã tháo ra để kiểm tra các bác nhé. Đó, loa từ sắt 7 màu rất đẹp. Củ từ vàng óng luôn. Với thông số họ dập ở phía sau, có ngày tháng sản xuất là 11 tháng 4 năm 2005. Loa đời cũng khá là cổ. Với trở kháng là 4 ohm và công suất là 10W một chiếc. Đấu nối tiếp vào thì nó sẽ thành 8 ohm và 20W một cặp các bác nhé. Loa rất là chất. Ok, em sẽ tiến hành test chất âm cho loa. Và trước tiên thì em sẽ test hai chiếc, một cặp mà có 3 chiếc loa. Và cặp đầu tiên tất cả vẫn hát rất tốt các bác nhé. Và tiếp đến là cặp thứ hai, cặp này có 4 loa trên một thùng. Ok, và cặp này thì cũng tất cả các loa vẫn còn hát rất tốt. Chất âm nghe khá chi tiết và sạch sẽ. Tiếp đến là chiếc loa center. Vâng, em sẽ test từng cặp để cho các bác nghe nó rõ ràng. Vì là rất nhiều loa, không biết loa nào hát, loa nào không. Tiếp đến là loa center các bác nhá, loa đang hát đấy. Ok, vâng, bộ này với rất nhiều loa trên thùng và vẫn còn nguyên zin, hát tốt. Có giá bán là 1.100.000 các bác nhé. 1.100.000 cho bộ 4 loa cây và một loa nằm. Giá chưa bao gồm phí ship. Vâng, bác nào có nhu cầu thì liên hệ theo số điện thoại 0935 668 698. Em ở Đông Anh, Hà Nội, em ship hàng toàn quốc qua đường bưu điện khi có cọc. Xin chào và hẹn gặp lại ở video sau. Xin cảm ơn.